Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ ôn tiếp cho các bạn môn công nghệ sao thu hoạch phần 4 nha. Tiếp theo cái file hôm trước thì đây là môn trắc nghiệm công nghệ sao thu hoạch phần 4. Thì môn này các bạn sẽ chủ yếu vào các một số nông sản như là khoai tây, hạt điều và trái xoài của chúng ta. Thì cái file công nghệ sao thu hoạch này tôi đã để ở bên tab cộng đồng, các bạn qua đó mà các bạn tìm nha. File tôi đã để ở bên tab cộng đồng nha các bạn. Tôi sẽ ra đây, tôi sẽ chụp màn hình một cái để tôi làm cái bìa cho video thôi. Nó quay 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 ở đây. Công nghệ sao thu hoạch phần 4. Tôi tạm thời đóng lại. Tại vì nhà tôi đang xây cho nên người ta đổ cát đá rất là nhiều nha. Cho nên các bạn chịu khó nghe. Mở về chắc các bạn có thể thấy được rồi đó. Làm một lần luôn. Phương pháp phi nhanh thấp thường được trải dài 2 cm. Nhiệt độ mặt phân sơ tốt nhất là 50 đến 60 độ C. Cấu tạo túi khí yếu là PE. Bảo quản đuôi giống vậy mấy này không có các biến đổi có thể xảy ra đối với rau quả sau thu hoạch. Chọn câu sai nha. Thoát hơi nước có giảm khối lượng, tại vì thoát hơi nước sẽ giảm khối lượng. Sinh nhiệt có, sinh nhiệt là do hô hấp sẽ sinh nhiệt, sau đó sẽ tăng hàm lượng khoáng chất. Sai, sao mà tăng hàm lượng khoáng chất được? Câu 58, hình sao diễn tả gì? Diễn tả dụng cụ tách vỏ hạt điều. Tách vỏ nha, chứ phải vỏ lụa. Tách vỏ hạt điều, cái vỏ cứng của hạt điều á. Câu 59, mục đích của hệ sao. Cái này các bạn nhìn vô hình có thể thấy được là một hệ thống rửa. 60, cái hình này là một như một cái vọt. Cái vọt là để làm gì? Cái vọt để phân loại kích thước quả. Câu 61, đồ thị này diễn tả cái gì? Đồ thị tốc độ hô hấp của khoai tây. Trong slide mà công nghệ sao thu hoạch tôi đã gửi cho các bạn thì các bạn sẽ thấy được ha. Đó là đường cong tốc độ hô hấp của khoai tây. Vai trò của axit citric là kiểm soát sự hóa nâu enzyme. Độ axit bạn đã học phân tích hóa lý rồi thì biết là chuẩn độ axit Bayesian. Tôi sẽ cố gắng đi nhanh cái file này tại vì tôi cũng không còn đủ thời gian, nhưng mà tôi cũng muốn ôn cho các bạn để các bạn thi điểm cao giống như tôi ha. Câu hai ở đó sẵn cho các bạn coi môn công nghệ sao thu hoạch. Của tôi lúc trước đó là kỳ 4 công nghệ sao thu hoạch thì các bạn có thấy được lúc đó tôi được điểm A nha. Giữa kỳ 10 điểm và cuối kỳ là 9 điểm 6, vẫn có thể là coi như là cao. Cuối kỳ giữa kỳ 10 điểm và cuối kỳ 9,6 điểm. Chương trình câu 64, hình sao diễn tả kỹ thuật nào CB ha, trong slide của tôi có cung cấp. Một chương trình gian thì có một enzyme oxy hóa khử thôi. Câu 66, nguyên tắc bảo quản quả thì bạn nhìn thấy rồi đó, khỏi đọc ha. Câu 67, cái hình này, cái hình vuông vuông này là máy xấy vỉ ngang. Cái này là ảnh hưởng của thành phần khí quyển. Nè các bạn có thể thấy nguyên tắc bảo quản quả, nhiệt độ thấp, độ ẩm cao, nguyên tắc bảo quản hạt, nhiệt độ thường, độ ẩm thấp. Câu 70, theo chương trình gian có thể ức chế quá trình chính bằng cách là chương trình gian là gì? Có thể làm giảm nhiệt độ hoặc là làm giảm oxy. Hình sao diễn tả là mát radio, là mát radio là mát bằng không khí. Câu 72, xử lý nhiệt có thể ức chế quá trình do ảnh hưởng hoạt động hệ enzyme, vân vân. Câu 73, hình này thì diễn tả một cái máy rửa băng chuyền thì làm mát bằng nước. Ông này đang phân loại quả thì thấp thấp thôi với vân vân ha, bảo quản nông sản không bảo quản quả nhiệt độ thấp gì đó vân vân. Cái này là chu trình gian nè. Chu trình gian các bạn nhớ là ACO. Có 80 nguyên nhân tổn thất là không bảo quản quả nhiệt độ thấp. Thủ tục Việt Nam, các bạn nhớ thủ tục Việt Nam ngâm xoài là xử lý ruồi đục quả. Câu 82, vai trò quá trình làm mát AFC. Câu 83, ethylene hóc môn quá trình chính. Cái này bằng MIB. Hiện tượng LTS là cái hiện tượng mà hiện tượng gì ta? Tôi cũng quên rồi, hiện tượng ngủ nghỉ gì đó. Củ khoai tây có một số hiện tượng ngủ nghỉ gì đó khi mình, hoặc là hiện tượng tự bốc nóng. Các bạn xem lại lý thuyết giúp tôi thôi, hiện tượng LDS là hiện tượng gì.
Thì cái câu này đáp án là B, lớn hơn từ 9 đến 10 độ C. Câu 86 có nên sử dụng metilbromid không? Tại vì có mùi sữa bò gì đó. Khoai tây là solanin. Mycotoxin là nấm mốc. Nhân hạt điều các bạn xem tiêu chuẩn Việt Nam ha. Vải nhãn sau thu hoạch. Không có quá trình chín sau thu hoạch, không có quá trình chín, tại vì vì thế cần bảo quản dài thì thu hoạch chúng vào lúc chín hoàn toàn. Nó chín hoàn toàn khi mà các bạn thu hoạch xong nó không có chín được nữa. Câu 91, các loại đường tham gia vào quá trình hô hấp của khoai tây, đường đơn sắc rô ha, làm mát cưỡng bức. Tổn thất nông nghiệp Việt Nam từ 9 đến 17%. 94, vi sinh vật hiếu khí tác động với rutin, axit hữu cơ và NAD3. Vi khuẩn kỳ khí phân hủy rutin tạo sản phẩm amin và CO2. Kết hợp vi khuẩn hiếu khí và kỳ khí sẽ phân giải rutin sẽ tạo ra cái này. Mấy cái này các bạn xem qua thôi nha. Tôm bảo quản thì tôi nghĩ mấy câu này tôi thấy lạ quá cho nên là tôi lướt qua. Bạn nào chụp được thì chụp, chụp không được thì thôi kệ các bạn. Trong hóa cái khí cái này tôi thấy. Bảo quản kho lạnh. Bảo quản lạnh là gì? Hạ nhiệt độ xuống dưới gần độ C. Bảo quản trong kho lạnh là trong kho có một trên tầng gì đó. Thu hái khoai tây và hành tây chúng ta nên phơi nắng. Tại sao phơi nắng? Ai biết? Phơi nắng vì sao đó thì các bạn tự giải thích đi. Câu 13. Nguyên liệu nạp kho được lưu trữ tối đa 2 ngày. Lưu trữ tối đa 2 ngày thôi. Điều chỉnh nhiệt độ. Câu 115. Mấy tác nhân này rayon làm lạnh. Tôi sao mấy câu này tôi thấy lạ quá. Nhược điểm lạnh đông phá vỡ cấu trúc. Tại sao? Khi mà lạnh đông thì tinh nước đá sẽ hóa thành trạng thái tinh thể. Nó sẽ giống như một con dao, nó sẽ cắt các cái thịt quả của các bạn, cho nên nó sẽ thành phá vỡ cấu trúc. Hô hấp yếm khí. Hô hấp yếm khí là khi nồng độ oxy rất là thấp, dưới 2 đến 3%. Hàm lượng oxy ảnh hưởng đến chất lượng vitamin. Một số vitamin có thể bị oxy hóa. Nấm bệnh phát triển chậm khi nồng độ CO2 và oxy như thế nào? Thì này đáp án trên màn hình để bạn tự xem nha. Câu 12. Nồng độ CO2 cao gây ảnh hưởng rau quả chua, rau quả bị chua. Chúng ta sử dụng vitamin E, là vitamin E được sử dụng giống như là chất chống oxy hóa. Vitamin E là gì? Tocopherol đó. Tôi thấy mấy câu này axit benzoic, bạn nào học phụ gia rồi chắc chắn sẽ biết tác động mạnh với nấm men, nấm mốc. Tia hồng ngoại có tác dụng diệt nấm ha, độ dài bước sóng có phải là phương pháp sulfit hóa. Thì có hai loại lỏng và khô. Sulfit hóa có thể các bạn pha ra nước hoặc là sục khí trực tiếp ha. Rượu ethylit theo phương pháp xông khói sulfuro. Liều gây một số tổn thất cây min là 1 đến 2 kilo ray đối với chiếu xạ. Chiếu xạ thì các bạn quan tâm đến đơn vị là kilo ray. Sát trùng giảm dần gì đó vân vân. Trên bao bì thực phẩm chiếu xạ có cái hình cái bông hoa như nãy tôi đã nói trong cái video phần 3 ha. CAB là bảo quản trong khí quyển kiểm soát. Nguyên lý ức chế quá trình của 1MCB. 1MCB chiếm thụ thể ethylene. Và một số câu khác thì các bạn bạn nào có thể chụp được thì chụp. Bạn nào chụp không được thì qua tab cộng đồng lấy file giùm tôi nha. Tổn thương cơ học sẽ gây ra tăng cường hô hấp. Tại sao? Tại vì mà tổn thương nó sẽ có cái cơ chất nó sẽ bị lộ ra ngoài. Chắc nó sẽ hô hấp rất là nhiều hơn. Và một số câu hỏi khác ha. Vậy đến đây tôi cũng hết thời gian rồi, hết thời gian của buổi sáng thì chúng tôi sẽ tạm dừng video ngày ở đây. Thì bạn nào muốn có file này thì qua tab cộng đồng lấy giùm tôi nhé. File ở bên tab cộng đồng nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Và hôm nay là thứ năm ngày 11 tháng 5. Tôi biết các bạn ngày mai ngày 12 tháng 5 sẽ thi. Tôi chúc cho các bạn thi tốt và điểm cao như tôi ha. Nhả vía đó. Thì hồi đó tôi thi được 9,6, tôi chỉ sai hai câu thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp các bạn trong các môn khác như là công thức hóa lý và công nghệ chế biến và vì sao nhé.